Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì em ghép combo này cho anh Khanh. Anh Khanh ở ngay ở bên Long Biên thôi anh em nhé. Hôm nay thì em sẽ có combo này vì cái nhu cầu anh là sử dụng một cái bộ dàn karaoke giá rẻ đấy, mà có đầy đủ đẩy vang và bộ micro không dây. Thì ở đây em để cái giá nó hợp lý thì em có thể ghép đây những cái sản phẩm hàng bãi cho anh đấy. Giá của bộ dàn combo này thì có giá là 7.600.000 anh em nhé. Với một con vang cơ kèm theo một cái remote điều khiển như thế này thì anh em có thể vừa điều khiển được từ xa và vừa có thể điều khiển được ở gần. Anh em có thể tinh chỉnh ngay ở trên cái mặt vang này. Rất là dễ dàng anh em nhé, rất là dễ dàng. Đấy, cho anh em có thể sử dụng được cực kỳ đơn giản, hiệu quả để chơi những bộ dàn karaoke gia đình mà không còn phải đầu tư một chi phí nó quá lớn. Ở đây với mức giá dưới 10 triệu, dưới 8 triệu đồng anh em nhé, là 7.600.000 thì anh em sẽ có bộ 3 combo sản phẩm này. Thứ nhất đây là một cục đẩy của iVin. Đây là hàng bãi thương hiệu của Nhật anh em nhé, iVin A600 thì công suất của nó là 600W một kênh, thì có thể thoải mái đánh cho em được từ bát 25 đến bát 30. Như em đang thử ở đây là một cái cặp bát 30 của Bulin Sound anh em nhé. Và con vang trên là của Bulin Sound luôn, là con vang với mã số là FX2035 anh em nhé. Phiên bản có điều khiển cổng quang Bluetooth đầy đủ. Em có thể sử dụng kết nối không dây từ điện thoại ra từ TV xuống, đầy đủ hết. Tiếp theo đấy là phần của bộ micro. Ở đây thì em đã lựa chọn ra bộ micro, đây là hàng bãi của Beyer với mã sản phẩm là AQ9000. AQ9000 thì cho chất âm rất là bắt mic, ngọt ngào, tiếng hát rất là êm ái, không bị chói anh em nhé. Đặc biệt là cái combo này thì nó chống ngủ rất là tốt, mà nó đồng bộ với nhau bởi một cái gu, đây là một gu mặt phay nhôm trắng anh em nhé, mặt phay nhôm trắng rất là đẹp, rất là đồng bộ. Và giá chỉ có 7.600.000 thôi, bảo hành cho anh em 3 tháng, riêng con vang sẽ được bảo hành 12 tháng anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test cho anh em về cái chất âm đấy, và sẽ gửi đến cho anh em về phần nghe nhạc cũng như là phần mình sử dụng để hát karaoke. Ok, xin mời anh em cùng lắng nghe. We'll be right back.
tư có điều kiện đi. Tôi có sinh ra nhầm chiếc chiến mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiếu đêm nhập ngũ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã trai tâm hồn linh mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp xuống tay hai đứa cùng đường vui. Ngày mai đó tôi tìm hướng cửa cuộc đời, dần nhau càng vui. Dù cho vạch môi sẽ cô mấy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi đời nắng cháy biên thủy, người yêu cho biết tin. Bạn tôi thương mến vẫn điện thoại ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương. Em vô tình, em chẳng yêu cho anh trong những đêm sầu đau. Giờ tránh em đâu phải để bắt đến, nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu từ lúc tuổi 20. Vòng tay anh chưa tròn ấn ai, nhưng điều đến tức giấc anh lo sợ đơn thương. Thương nhau rồi anh lại sợ khi xa, anh mất đi người yêu. Nhưng mộng lòng không tròn. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bao rằng tình cảnh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng làm thân con gái lỡ yêu nên sợ thương cho nó nướng bình yên. Đời hát riêng
xin thật lòng trong câu hát đầu môi. Quý vị và các bạn đã vừa nghe xong em test trên một cái bộ càn karaoke mới trị giá là 7.600.000, combo 3 sản phẩm như vậy. Anh em có thể ghép thêm rất là nhiều những cái cặp loa trong gia đình của mình. Đấy, chúc anh em có thể ghép được những cái bộ dàn karaoke nó thật là hay với giá thành phải chăng em nhé. Ok, anh em thấy xem video này hữu ích thì hãy cho Nghĩa Đô một like và chia sẻ video này đến mọi người cùng xem anh em nhé. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn và đến video lần sau.